hôm nay Hồng Duyên review cho quý anh chị xem một cái mẫu máy nén khí mới nhất của Detong mới ra đời quý anh chị. Một cái mẫu là model của nó là DKAC10BL. Mẫu này hoàn toàn mới nha quý anh chị. Những ai mà đam mê mà công nghệ đó là thấy con máy này là ghiền liền à, là muốn mua về để trong cái bộ sưu tập trong nhà. Tại vì nó nhỏ gọn, nhưng mà cái điều đặc biệt ở con máy này á là nó chạy động cơ DC quý anh chị. Tức là nó rút led motor á, nó giống như những con máy quang pin á. Thì quý anh chị nhìn ở đây nè, điện nó là 220 ha. Nó nặng 10 ký mấy, gần 11 ký á. Công suất máy là 1125W. Áp lực có thể điều chỉnh, cái quan trọng là nó điều chỉnh từ 3 lên tới 9.3 luôn. Tức là nó lên tới 9 ký, nó rất là mạnh. Và bình của nó là 10 lít nha. Lưu lượng của nó là 125 lít trên phút. Và nó nói là tốc độ ồn của cái tiếng ồn, nó giảm tiếng ồn của anh chị. Quý anh chị thấy nó giống motor khoang pin không? Nó để là rút led motor nè. Có nghĩa là thằng nào nó cũng chạy từ, những máy kia chạy từ. Nhưng mà từ của nó là từ AC thì có nghĩa là nó quấn cuộn dây á. Còn cái này là từ một chiều DC thì nó là giống như cục 500 vĩnh cửu của anh chị. Nên là nó cho một cái máy gọn nhẹ hơn. Nó có 10 ký máy thôi của anh chị, nhìn máy nè. Độ đẹp của nó nè. Cái quan trọng á là nó có một cái màn hình hiển thị điện tử ở đây. Quý anh chị nhìn từ trên dưới ha. Đây motor của nó nè, motor từ nè ha. Cái bình của nó nè. Đó, nhìn rất là đẹp. Dây nguồn nó 5m để cho quý anh chị hoạt động trong cái phạm vi rộng nè. Đó mà nó nhỏ gọn lắm. Ở đây là chiết khí. Nó có van an toàn. Đó, về mặt trước mặt sau quý anh chị ha. Thì ở phía sau này thì quý anh chị thấy nó có hai cái lọc gió bằng kim loại. Đó, chắc chắn luôn. Rồi dưới này nó có hai cái đường ga. Một đường là có đầu bi xịn nè. Rồi một đường là có khóa. Rồi bên dưới nó có đáy nè quý anh chị. Van xả đáy bằng đồng, tất tật này bằng đồng hết. Thì ở dưới mấy này thì sau này quý anh chị có thể chế bánh xe đồ lên. Mình chế bánh xe mình đẩy tới đẩy lui nó cũng tiện ha. Tại nó nhỏ gọn. Rồi đường xuống của nó thì quý anh chị thấy nè, van đồng ha. Van một chiều cũng bằng đồng, chích khí điện tử. Thì ở đây á, thầy Hồng Nhiên sẽ thử cho quý anh chị coi. Khi mình cắm nguồn lên cái máy này nó rất là hay nha. Khi quý anh chị cắm nguồn lên, quý anh chị thấy nó cắm nguồn lên nó không có chạy, đúng không? Màn hình hiển thị điện tử nó chầm nằm chờ sẵn nhưng mà nó không chạy. Thì quý anh chị nhấn ở đây nó mới chạy. Ở đây á, là để quý anh chị điều chỉnh cái áp lực. Ví dụ như nhấn đây nó chạy nè. Đó, 83 nè. Đó, đây đang chạy tốc độ cao quý anh chị. Quý anh chị nhấn ở đây nó chạy. Nó chạy thấp. Nè, nó chạy thấp 50% thôi thì nó chạy hơi nó lên chậm hơn. Nếu mà mình muốn nhanh á, mình cho nó 100%. Đó, 99% nè. Còn ở đây là quý anh chị điều chỉnh áp lực nè. Thấy không? 73. Hoặc là xuống 63 gì đó, hoặc lên nó có thể lên tới 93 quý anh chị, 83, 93. Đó, tức là nó lên có 30 giây là đầy cái bình 10 lít này quý anh chị, nó lên rất là lẹ nha. Áp lực chỉ lên 30 giây thôi là cái này nó điều chỉnh được hết. Đó quý anh chị thấy không? 93 nhưng mà nó lên cực kỳ lẹ. Đó thì cái áp lực của nó là siêu lẹ. Còn ở bên này á thì quý anh chị mình thấy cái đường ga của nó có cái van này nè, cái van xịn. Đó quý anh chị đè mạnh vô là nó đẩy là ok, không có cần phải biết kéo đồ nó cực ha. Là quý anh chị mua cái này về xịn ha, vệ sinh. Đó, áp lực 93 rất mạnh. Đó, anh chị thấy không? Cái mùa Tết tới quý anh chị có cái máy này trong nhà làm việc cực kỳ hiệu quả. Ví dụ như mình muốn cho nó chạy từ từ. Tại vì nếu mà ở tốc độ thấp á thì quý anh chị có thể là từ dưới 83 nó có thể chạy 50%. Còn trên 83 là quý anh chị phải chạy 99% mới được nha. Đó, nên đây nè. Rồi quý anh chị coi nó sẽ chạy lại nè quý anh chị thấy không? Đó, ví dụ như vậy quý anh chị chạy tốc độ thấp được 50 thôi. 50% ha. Đó. Hiệu quả cực kỳ luôn quý anh chị. Để dành cho quý anh chị vệ sinh trong nhà mùa Tết nè, bơm bánh xe nè, hay là sơn lặt vặt nè, thì một cái mẫu máy này tôi nghĩ là nó hoàn hảo. Đối với quý anh chị nào mà muốn có một cái sản phẩm máy gia đình cực kỳ đẹp, gọn gàng, đây là một cái bản phiên bản mới hoàn toàn, bue chân sắt đồ đầy đủ, thì một cái mẫu cho quý anh chị sử dụng trong nhà mình có thể mình làm được mọi thứ. Nhưng mà máy rất gọn, nhỏ, chỉ nặng 10,7 kg thì không quá nặng đâu ha, nhỏ nhẹ đó. Và cái giá bán của sản phẩm này hiện tại Detong đang bán với mức giá 3.200.000 quý anh chị. Đây là mẫu phiên bản, quý anh chị nhớ ngày xưa nó có một cái máy mà chạy pin đó, thấy không? Thì chạy pin thì chạy không nổi, chạy pin chạy bơm hơi không nổi. Thì lần này Detong chỉ ra con này là chạy điện, cải tiến hoàn toàn luôn, thay đổi hoàn toàn hết tất cả những cái bản mạch này. Thì quý anh chị có nhu cầu về cái mẫu này để xài gia đình, đặc biệt là dây 5m á, 5m nhỏ gọn, dây 5m chạy rất lẹ, điều chỉnh lên tới 9.3 là rất mạnh. Thì quý anh chị có nhu cầu mẫu này có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên ha. Quý anh chị có ý kiến về thế nào về cái mẫu này, đẹp hơn hay là như thế nào quý anh chị, quý anh chị có thể để lại comment bên dưới.
Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật video mới của anh chị. Chúc quý anh chị sức khỏe. Bây giờ Hồng Nhi xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.